Trên chụp ảnh lề đường trông như tạp chí thời trang, cực cuốn. Nếu là một tín đồ thời trang thì bạn ắt hẳn phải ấn tượng với những khoảnh khắc lề đường nhưng lại lên trang bìa nghệ thuật và cực cuốn của các siêu mẫu rồi nhờ. Với những kiểu tạo dáng trông đẫm muốn đau nhức xương khớp, vật lộn với sống lưng lại có thể liên bìa tạp chí cùng phong cách đầy táo bạo và mới lạ. Chắc hẳn vì thế nên netizen gần đây rảnh rỗi sinh nông nổi đã sáng tạo ra chiếc trend siêu lầy này. Chỉ với một bộ đồ trông thời trang nhất có thể trong tủ đồ của bạn, ra bất kỳ một khu nào vắng người, à mà đông người cũng được, bạn không ngại thì người ngại sẽ là người khác. Sau đó nhờ đứa bạn lìa bất kỳ tư thế, bẹo hình, bẹo dạng nào. Từ đu cột điện, bám lan can, leo bờ rào, ngã chồng gọng, xoạc chồng háng, múa lân, bất kỳ tư thế nào bạn trông vặn vẹo nhất có thể. Điều quan trọng nhất là giữ được cơ mặt không thay đổi 360 độ thì bạn đã có ngay một bộ ảnh thời trang tầm cỡ trang bìa Vogue, phong cách đường phố táo bạo và đầy sáng tạo. Ôi trời ơi! Với những clip bẹo hình bẹo dạng như thế này, biết đâu bạn lại lọt vào mắt xanh của nhãn hàng nào đấy, hoặc gánh xiếc chẳng hạn. Đúng. Bạn đã nắm được công thức lên trang bìa tạp chí hay chưa? Nhanh tay rủ con bạn thân thực hiện ngay và xuất ảnh để đời nào! Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng TV Trends, like, share và subscribe để cùng chúng mình cập nhật những xu hướng mới nhất và những tin tức nóng hổi nhất.